thư mời, lễ họp mặt. Khi những dòng chữ này được gõ, nhìn lại đã 10 năm huynh đệ chúng ta ra trường. 10 năm, một chặng đường. Chặng đường mà huynh đệ bước qua có chông chênh lắm không? Có mệt mỏi lắm không? Và bao lần huynh đệ chúng ta nhớ lại những tháng ngày bình yên bên mái trường xưa với những người lái đò tận tụy. Lữ khách, một đời lữ thứ, 10 năm, thử hỏi được mấy lần. Sao không một lần quay lại, nhấp chén trà thơm cho lần tao ngộ 10 năm. Kính thưa chư huynh đệ, 10 năm, bao cuộc gặp, bao lần vội vã lướt qua nhau. Nay xin một lần ngồi lại để hàn huyên, để kết nối, để cảm nhận tình huynh đệ mãi thật đẹp. Mong huynh đệ sẽ về. Thời gian, thứ hai, ngày 9 tháng 10 năm 2023, tức ngày 25 tháng 8 năm Quý Mão, tại chùa Chánh Thiên, đường số 11 Lê Trọng Tấn, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thay mặt ban liên lạc, đơn vị đăng cai năm 2023, Thích Nhật Đạo.